Sayanai là rừng của Fnatic vô địch mùa 1. Anh tiếp tục gắn bó với Fnatic đến hết năm 2014 thì giải nghệ. Có một giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, Sayanai được đăng ký là thành viên dự bị của Origen, nhưng chỉ là trên giấy tờ để đội đủ người, chủ yếu giúp đỡ người Anh SPK tí. Từ tháng 6 năm 2021, Sayanai trở lại và gia nhập đội tuyển Kova Esport thi đấu ở giải quốc gia Phần Lan với vai trò Player Manager. Chức vụ này có thể là tuyển thủ kiêm quản lý đội. Vào tháng 9 năm 2021, đội tuyển này đã giải thể, Sayanai lui về ở ẩn, thỉnh thoảng đăng một vài dòng tweet về các giải đấu liên minh trên thế giới. Suchet là đường giữa của Fnatic vô địch mùa 1, đồng thời là MVP mùa giải đó với tướng thủ Gragas. Anh đã giải nghệ từ cuối năm 2013 nhưng vẫn stream Liên minh Huyền Thoại. Đến năm 2017, Suchet thông báo rằng anh chính thức rời xa khỏi eSports và Liên minh Huyền Thoại. Anh vẫn sẽ chơi các game và stream để giải trí nhưng rất ít. Mục tiêu chính trong cuộc sống của Suchet là theo nghề lập trình viên.